Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhuận Honda Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở Hit Honda Đức 10 với địa chỉ là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại để các bạn có thể là dễ dàng liên hệ với Nhuận qua số điện thoại là 0964 234 878. Thì số điện thoại này có Zalo luôn, cho nên các bạn mình có thể là gọi trực tiếp để Nhuận có thể là tư vấn thêm cho các bạn, cũng như là có thể là kết bạn qua Zalo để Nhuận có thể là tư vấn trực tiếp qua hình ảnh luôn cũng được nhé các bạn. Thì ngày hôm nay á, là Nhuận sẽ cập nhật cho các bạn về dòng xe của Ballet 110 nha các bạn. Thì trong những ngày qua á, thì nhận được thông tin cùng gọi của bạn rất là nhiều về hỏi về dòng xe là Ballet hiện tại là giá cả bao nhiêu, cũng như là chương trình khuyến mãi như thế nào. Thì trong clip ngày hôm nay á, thì Nhuận sẽ cập nhật giá cả nè, chương trình khuyến mãi nè, cuối cùng á, là chương trình trả góp cho các bạn luôn nha. Thì thông tin vui cho các bạn thì dòng xe Alex hiện tại cửa hàng mình đang có chương trình là giảm giá 1 triệu đồng từ thẳng trên giá. Cái thứ nhất, cái thứ hai, phí hỗ trợ đăng ký biển số cũng như là hỗ trợ giấy tờ đó các bạn là 800.000. Và cái thứ ba nữa, ví dụ các bạn đang là học sinh sinh viên thì các bạn đã có chương trình là hỗ trợ thêm là 700.000 và tặng thêm ba lô ha. Thì chi tiết như thế nào thì Nhuận sẽ mời các bạn mình xem clip và Nhuận sẽ review tổng thể là ba màu sơn độ mới nhất tại cửa hàng mình luôn nha các bạn. Thì đầu tiên chính là cái phiên bản màu đỏ đô ở phiên bản bánh mâm nha các bạn. Thì như các bạn đã biết rồi, thì hiện tại Ballet hiện tại là nó có 3 phiên bản và cùng sử dụng là đặt khối động cơ là 110cc ha. Nói chung là phiên bản nào cũng vậy, bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đĩa cũng như là bánh mâm. Thì phiên bản Ballet này thì đều sử dụng khối động cơ và trọng lượng nó cũng giống như nhau, chỉ chênh lệch nhau 1kg thôi các bạn ha. Nó chênh lệch về cái bánh mâm cũng vào những là bánh căm đó ha, chênh lệch về cái trọng lượng là 1kg. Thì cũng như là khả năng tiết kiệm cũng giống nhau ha. Thì ở đây là những cái phiên bản màu độ mới nhất cửa hàng bên mình. Thì ví dụ các bạn mình thích cái những phiên bản màu không bị trùng bên ngoài nè, màu sơn nó bền, nó đẹp hơn, và hoặc là mình có thể là thích những cái phiên bản màu theo màu mệnh mạng thì có thể là lựa chọn những phiên bản nào ha. Thì đối với hai phiên bản màu đỏ này sẽ phù hợp các bạn đang là mệnh quả, còn ở phiên bản màu xanh lá bên kia là phiên bản màu giống như là xanh xi măng đó thì sẽ phù hợp các bạn đang là mệnh mộc nha các bạn ha. Thì dòng xe, những cái các bạn lựa chọn những dòng xe theo phù hợp với mạng của mình á thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn, ví dụ như là công việc thuận lợi nè, cũng như đó các bạn nào học sinh có thể là học hành cũng như là thuận lợi trong vấn đề học hành hơn nha các bạn. Rồi thì trên màn các bạn đang xem chính là cái phiên bản màu đỏ ha. Ở phiên bản này cửa hàng bên mình độ là nhìn thấy rất là kỹ luôn, các bạn thấy nhìn thấy rất là dày luôn nè, đây nhìn thấy rất là dày, cực kỳ dày luôn. Và ở đây á, là cửa hè, là ở đây cửa hè mình thiết kế là hai phần ha, phần bên đây là màu đỏ, ở phần giữa cũng là đỏ luôn, và phần này có cái viền là màu đen. Đây chính là điểm nhấn tạo nên dòng xe Ballet này, nó nhìn thấy nó rất là thể thao ha. Bóng đèn thì các bạn đã biết rồi, Ballet này sử dụng là bóng đèn là nguyên khối và sử dụng là bóng đèn halogen và bóng đèn màu vàng ha. Thì ưu điểm của bóng đèn vàng thì các bạn đã biết rồi, mình sử dụng trong đêm tối hoặc là khi mà dưới trời nước mưa á, thì với cái ưu điểm là ánh sáng màu vàng á thì nó các bạn nhìn rất là dễ thấy đường đi nha các bạn. Nói chung là nó không bị tiệp màu so với cái của những dòng nước mưa đó các bạn ha. Và cái phần mặt nạ thì cửa hàng mình thì các bạn thấy phần này là Honda thiết kế là hình chữ V, nhìn thấy các bạn góc cạnh rất là nhiều luôn, các bạn thấy nè, góc cạnh rất là nhiều thì nhìn sẽ ghê theo những cái hướng có góc cạnh nhiều, các bạn thấy nhìn thấy sẽ rất là thể thao ha. Và phần này thì bên phần bên hông á thì cửa hàng mình sẽ độ lại ở cái phiên bản này là màu bạc nè. Cái dòng ở Ballet này là nó được dập nổi ở phía trong, chữ Ballet nhìn thấy rất là đẹp luôn ha. Và phần bên hông này á là có cái logo cánh chim Honda cực kỳ quen thuộc cho bạn ha. Và ở đây là cái sử dụng bánh mâm nha các bạn, đây sử dụng bánh mâm và thắng đĩa ha. Rồi cái phần cái phần hông xe thì các bạn thấy là cửa hàng bên mình sẽ thiết kế các bạn những cái phần chính, ví dụ như là hông xe thực kế là Ballet nè, đó được làm phiên bản là màu đỏ đô nè, phần dưới là logo cái tem Ballet được cửa hàng bên mình là sơn đấu tem bên trong luôn. Đây ưu điểm của dòng đấu tem này các bạn mình sử dụng theo lâu ngày vài tháng nó không bị bong chóc giống như cái phiên bản tem là tem dán ha, đây là phiên tem sơn luôn. Và ở đây có những cái đường chỉ nè chạy dài, thì những cái đường chỉ này nó sẽ vuốt nhọn theo cái đuôi xe luôn, nó làm xe mình á cực kỳ phiên bản thể thao luôn ha. Rồi ở đây là phiên bản màu đỏ đô ha, đỏ đậm đó các bạn. Rồi kế tiếp chính là cái phiên bản màu xanh lá nha. Thì ở đây á thì những cái ở phiên bản này á thì ở màu đỏ đô và phiên bản màu đỏ tươi á thì cái cách thiết kế giống nhau, còn ở phiên bản màu xanh lá này thì nó sẽ xanh xi măng đó, nó sẽ thiết kế khác nhau tí xíu. Và ở phần này các bạn thấy tổng thể của chiếc này chính là cái phiên bản màu xanh xi măng luôn ha. Đây nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn ha. Thì những cái phiên bản này thì cửa hàng bên mình sẽ bảo hành cho các bạn lên đến là 3 năm bảo hành luôn màu sơn nha các bạn.
Rồi, thì phần bên hông các bạn thấy có một cái điểm nhấn là động cơ, là khối động cơ là 110 nè. Phần dưới á, là Limited Edition, thì nghĩa là phiên bản này là phiên bản giới hạn màu sơn luôn, có nghĩa là phiên bản độ đã hiếm rồi, còn những cái phiên bản giới hạn luôn màu sơn luôn, cho nên nó càng hiếm hơn nha. Ví dụ các bạn mình sử dụng cái phiên bản màu này á, thì sau này á, thì mình sẽ độc quyền về màu sơn, mình không có bị trùng màu với những bạn khác luôn ha. Cái tem Ballet cực kỳ lớn luôn nha các bạn, nó kéo dài từ cái phần sau ra phần trước luôn ha. Nó ưu điểm của cái tem lớn này, khi các bạn mình sử dụng mình chạy trên đường trường á, thì với cái dòng Ballet mình lướt với tốc độ nhanh á, thì khách hàng những khách hàng khác á, nhìn thấy rất là dễ nhận biết về dòng xe của mình luôn nha các bạn. Rồi, ở đây là cái dòng này sẽ phù hợp các bạn đang là mạnh mộc nha. Rồi kế tiếp chính là cái phiên bản màu đỏ tươi ha. Thì ở phiên bản màu đỏ tươi này sẽ khác hơn so với phiên bản màu đỏ đô nha các bạn. Ví dụ các bạn nào cũng đang là mạnh quả nhưng mà mình không thích cái màu đậm quá thì mình có thể lựa chọn là phiên bản màu đỏ tươi nha. Thì phiên bản màu đỏ tươi thì nhìn có vẻ là nó sẽ tươi hơn, nó sáng màu hơn nè các bạn. Đó. Và các bạn thấy cái dòng này là nó sẽ nhìn thấy nó sẽ thể thao hơn so với dòng xe quen pha ha. Thì với cái động cơ 110 á, thì mình sẽ có rất là nhiều lựa chọn luôn. Có thể là mình lựa chọn quen pha cũng được nè. Với các bạn nào có độ tuổi là mình trẻ thì có thể là mình lựa chọn những phiên bản phong cách thể thao hơn là phiên bản Ballet này. Và nó có sẽ 3 phiên bản ha. Bánh cầm thắng đùm, bánh cầm thắng đĩa và phiên bản bánh mâm nha các bạn. Rồi thì để làm tránh làm mất thời gian cho các bạn á, thì Nhuận sẽ cập nhật giá cho các bạn trong thời điểm hiện tại luôn ha. Thì hiện tại á, thì dòng Ballet này sau trừ khuyến mãi tại cửa hàng bên mình luôn á, là bao gồm 1.800.000 phí đăng ký và cũng như là học sinh viên này nọ, thì giá hiện tại của phiên bản Ballet, phiên bản bánh cầm thắng đùm á, thì giá hiện tại còn là 18.690.000. Kế tiếp là phiên bản bánh cầm thắng đĩa là giá hiện tại là 20.190.000, và cuối cùng là phiên bản bánh mâm là giá hiện tại là 21.690.000 ha. Thì ở đây á, là giá này Nhuận đã trừ cho các bạn về 1.000.000 trừ thẳng trên giá và 800.000 phí đăng ký, hỗ trợ phí đăng ký lăn bánh ha. Còn ví dụ các bạn đang là sinh viên, học sinh sinh viên thì có thể là được giảm trừ thêm là 700.000 nữa ha. Khi các bạn mua xe thì mình có thể là đem bảng điểm của mình nè, cũng như là nếu mà cha mẹ đứng tên thì mình nhớ là đem hộ khẩu theo đó, để làm chứng từ để cửa hàng giảm giá cho mình ha. Thì cái dòng này á, thì hỗ trợ các bạn đang là học lớp 12 hoặc là sinh viên sẽ được giảm giá thêm 700.000, và mình được tặng thêm cái ba lô cao cấp của Hồng Đức luôn nha bạn. Rồi thì về cái phần giảm giá xe kế tiếp nữa là cái chương trình là thu cũ đổi mới. Ví dụ như các bạn mình đang có những dòng xe đời trước mình không sử dụng, thì có ví dụ như mình có thể là dư ra xe nè, khi các bạn mua xe á, thì mình sẽ được nhớ đổi xe thì mình sẽ được giảm giá thêm 1.000.000 trừ thẳng trên giá luôn nha các bạn. Nó chương trình rất là ưu đãi cho các bạn trong thời điểm là tháng 7 luôn ha. Rồi về phần quà tặng á, thì khi các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại, các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1.000.000 nữa, là bao gồm nón bảo hiểm, áo thun áo mưa, 2,5 lít xăng, ví dụ như mình có gắn phụ kiện bao gồm ví dụ ba ga chở đồ nè, rồi móc đồ bảo vệ lốc, cũng như là phủ nano hay là gắn chống trộm cho xe, thì những cái đó các bạn làm trực tiếp tại cửa hàng bên mình luôn á, thì các bạn sẽ được giảm giá thêm là 30% trừ thẳng trên giá luôn nhé bạn. Nó chương trình rất là nhiều, và các bạn mình có gắn phụ kiện nhỏ lẻ rồi thêm đó mình sẽ được giảm giá nữa các bạn. Rồi thì sau đây là cái chương trình là trả góp cho các bạn ha. Ví dụ như là các bạn mình có muốn trả góp á, thì các bạn có thể là trả trước từ 0 đồng nè, 10%, 20%, 30% tùy theo các bạn ha. Ví dụ như chi tiết như thế nào thì các bạn mời các bạn có thể là kết bạn với Nhuận qua số Zalo ha. Số Zalo thì Nhuận có để trên màn hình, thì các bạn có thể là dễ dàng kết bạn Zalo để Nhuận có thể tư vấn cho bạn thêm ha. Rồi thì đó là tổng hợp những chương trình khuyến mãi tại cửa hàng bên mình. Đó, nếu các bạn thấy clip của Nhuận hay và bổ ích, mình có thể là để lại được đăng ký để ủng hộ cho Nhuận, tinh thần cho Nhuận rất là nhiều nha các bạn. Rồi, Nhuận xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.